Sách Ô Châu Cảnh Lục của tiến sĩ Dương Văn An có câu: thấy vẻ đẹp của núi sông mới biết rằng địa linh nhân kiệt, xem sản vật tốt tươi mới rõ vật tốt người hay. Đệ tử Trung nói về vùng quê Lệ Thủy. Kiến Giang được người xưa gọi là Bình Giang. Có lẽ vào thời đó, chỉ thấy con sông chảy qua vùng đồng bằng thưa thớt dân cư, nước mênh mông vạn khoảnh, có thể dung được vạn thuyền, nên người dân gọi là Bình Giang Trăng. Dù tên gọi có đổi thay, dù Bình Giang xưa hoặc Kiến Giang bây giờ khác nhau như thế nào, thì dòng sông này luôn là mạch nguồn của sự sống, của triết lý tồn tại, như chính tên gọi đầy chất thơ nhạc, đầy hữu tình lãng mạn và tràn trề sức sống của vùng đất Lệ Thủy. Kiến Giang đã, đang và sẽ là một phần của đời sống văn hóa tinh thần trong tâm hồn con người xứ Lệ. Chia tay vùng đất Sen Thủy mang đầy truyền thuyết, đoàn làm phim tiếp tục tìm hiểu thêm những trầm tích mà dòng nước ngọt mát rào sen đang ngày ngày ôm ấp vỗ về, để mài giũa cho rạng rỡ thêm những giá trị truyền thống lịch sử của những vùng đất mà nó đi qua. Nằm ở phía đông nam của huyện Lệ Thủy, Tân Thủy được biết đến là quê hương của phong trào cách mạng những năm 30 của thế kỷ trước. Xưa kia, Tân Thủy vốn là một vùng đồi hoang hóa, được nhân dân khai khẩn mở mang ngay từ đầu thế kỷ 17, khi có sự di dân đến hữu ngàn sông Ngô Giang lập nghiệp. Nơi đây có một địa danh nổi tiếng, đó là Miếu Thần Hoàng, tại làng Mỹ Thổ, Trung Lực, nơi chi bộ đảng đầu tiên phía nam của tỉnh Quảng Bình được thành lập vào ngày 17 tháng 11 năm 1931. Cụ Đinh Tiến Thế ở thôn Tân Thịnh là một trong số ít người có 75 năm tuổi đảng ở xã Tân Thủy. Vừa dẫn chúng tôi đến Miếu Thần Hoàng, cụ vừa giới thiệu: sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng khắp nơi trong cả nước được dấy lên rầm rộ. Tân Thủy tiếp giáp với Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị nên đã được Sứ ủy Trung Kỳ giao cho Quảng Trị quan tâm, giúp đỡ để phát triển phong trào cách mạng. Tại hai làng Trung Lực và Mỹ Thổ, một số thanh niên có lòng yêu nước đã tìm cách liên lạc với các nhóm thanh niên tiến bộ ở các địa phương khác để xây dựng cơ sở cách mạng. Với sự tuyên truyền giáo dục của cán bộ đảng, anh Nguyễn Đông từ nguyện nhận đồng chí Đoàn Bá Thừa, tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Trị về nuôi giấu trong nhà. Từ đây, đồng chí Hoàng Bá Thừa đã trực tiếp giác ngộ và tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của đảng cho ba thanh niên là Lê Thuần Chất, Nguyễn Đông và Lê Thuần Sản, đồng thời bí mật tổ chức tuyên truyền cương lĩnh của Đảng Cộng sản trong từng nhóm quần chúng tốt ở Mỹ Thổ, Trung Lực. Đêm 17 tháng 11 năm 1931, tại Miếu Thần Hoàng, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở phía nam tỉnh Quảng Bình đã được đồng chí Đoàn Bá Thừa thay mặt tổ chức đảng cấp trên tuyên bố thành lập với ba đảng viên Nguyễn Đông, Lê Thuần Chất và Lê Thuần Sản. Đồng chí Lê Thuần Chất được cử giữ chức bí thư chi bộ. Chi bộ Đảng Cộng sản Mỹ Trung ra đời là kết quả tất yếu của việc tiếp thu vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào yêu nước ở địa phương, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ phong trào yêu nước được lãnh đạo, chỉ lối bởi tổ chức của những người cộng sản.
Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị của người dân Tân Thủy nói riêng và cả phong trào cách mạng phía Nam Quảng Bình nói chung. Giờ đây, mặc dù đã 99 tuổi, nhưng cụ Đinh Tiến Thế vẫn nhớ rõ những dấu ấn khó quên về một thời hoạt động đầy gian nan, thử thách. Sau khi được ánh sáng về lý tưởng cách mạng, về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng soi rọi. Khi thời kỳ tôi đang nhỏ, tôi đi ở đây, ở với gia đình chú đây. Giờ cả cánh em đi lập trái đàn, đi làm cho là đi chú, để mà sinh sống. Thì tôi ở trong đó là cả cánh được giáo dục. Giáo dục cách mạng. Thì lúc tôi đang đi ở, tôi đã tham gia rồi. Khi kể lại ở trong gia, trả gạo xong, quạt lúa xong, cửa ván đóng xong, cho ngủ yên, theo cửa ván đi họp. Cả cánh là bảo đi họp. Đi thì chuẩn bị lấy khai trước. Được kia có đoàn phu. Họ canh gạt, họ nói, bình đế mình đi mô. Tôi ở với gia đỏ mất trâu, cho nên tôi đi tìm trâu, tao có cỡ. Tôi cũng phải nói đi họp. Nhưng lúc này họp là 10 đêm, đi họp được. Thì răng đi được, kể lại các anh nhỏ. Chiều anh A từ ngồi đây, anh B ngồi chỗ khác. Anh xe ngồi chỗ khác, ba người ngồi ba nơi. Cho nên nhiều đêm thì học được cái tổ. Ở xã Tân Thủy, những người có tuổi xưa nay hiếm như cụ Đinh Tiến Thế không nhiều. Họ là những pho sự sống lưu giữ ký ức về thời kỳ đấu tranh cách mạng sục sôi. Cụ Lê Thuần Thống ở thôn Tân Thình là một ví dụ như vậy. Năm nay đã 90 tuổi đời, 68 năm tuổi đảng, nhưng cụ Thống vẫn minh mẫn và luôn tự hào về truyền thống của vùng quê cách mạng Tân Thủy. Cụ cho hay, chi bộ Đảng Cộng sản Mỹ Trung sau khi ra đời đã vận động tập hợp quần chúng để thành lập các hội như Nông Hội Đỏ, Thanh Niên Đỏ và Phụ Nữ Đỏ, tổ chức các cuộc mít-tin, phát động đấu tranh chống thực dân xâm lược, bọn phong kiến thối nát và địa chủ cường hào. Từ ba đồng chí tiên phong đi theo đảng, chỉ sau một thời gian ngắn, chi bộ Mỹ Trung đã nhanh chóng tập hợp được những quần chúng ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo được sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cái chi bộ Mỹ Trung ra đời đầu tiên, hắn cổ vũ toàn huyện đi, từ nguồn đó, cái khí thế cách mạng, cái lòng yêu nước, đến khi mà cả cái cuộc chiến tranh này cũng là hắn khơi cái lòng yêu nước của quân chúng nhân dân của quê hương. Cho nên quê hương miền hắn nhiều yếu tố hắn tạo nên, hắn tạo cho cái huyện Lệ Thủy này, rồi tạo cho cái Quảng Bình này, hắn có một phong trào là cái lòng yêu nước hắn cao trào lên. Chia tay cụ Thế, cụ Thống, trong chúng tôi vẫn còn đồng lại tinh thần hừng hực khí thế của những con người một thời dấn thân làm cách mạng. Những con người đó đã lựa chọn cho mình con đường đấu tranh chính nghĩa để giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Tinh thần đấu tranh cách mạng đó được hun đúc qua biết bao thế hệ cán bộ đảng viên, qua bao lớp người trung trinh, bất khuất của Tân Thủy. 85 năm đã trôi qua, những di tích lịch sử trên quê hương Tân Thủy như Miếu Thần Hoàng, Lăng Quan Hữu, Miếu Loài Am đã trở thành những địa chỉ đỏ, truyền lửa cho các thế hệ con cháu sau này trong hành trình hướng tới tương lai. Nhìn quang cảnh thoáng đãng, yên bình của làng xóm hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự đổi mới từng ngày trên quê hương Tân Thủy. Những năm qua, Tân Thủy đã huy động sức mạnh toàn dân, chủ động vượt qua khó khăn thử thách để tạo được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Từ chi bộ chỉ có 3 đảng viên năm 1931,
Đến nay, Đảng bộ Tân Thủy đã có 19 chi bộ với 480 đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ đã luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cụ thể hóa vào các chương trình hành động sát hợp với tình hình của địa phương. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đoàn làm phim đến thăm mô hình kinh tế VAC của anh Trần Quang Hợp ở thôn Tân Bằng. Tiếp truyền chúng tôi, anh Hợp cho biết, ở Tân Thủy có lợi thế từ nguồn nước dồi dào của rào sen, nên đa số người dân ở đây đều phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Riêng mô hình của anh hiện có hơn 10 ao cá nuôi các loài trắm, mè, chép, cho thu hoạch mỗi năm gần 13 tấn. Bên cạnh đó, anh Hợp còn nuôi thêm gần 100 cặp cá trắm, chép, mè sinh sản. Mỗi năm anh xuất ra thị trường trên 1,2 triệu cá giống. Ngoài ra, trong khuôn viên trang trại của mình, anh Hợp còn đầu tư xây dựng ao hồ để nuôi gần 100 cặp ếch sinh sản và 1,5 tấn ếch thương phẩm. Từ mô hình này, mỗi năm anh Hợp thu nhập gần 200 triệu đồng. Đây là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế của xã Tân Thủy. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, với những quyết sách đúng đắn phù hợp với điều kiện địa phương, trong những năm qua, Tân Thủy đã hình thành nhiều chương trình kinh tế trọng điểm nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Giá trị sản xuất của địa phương tăng bình quân hàng năm đạt trên 10%, trong đó giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng mỗi năm. Cùng với việc tập trung phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, trong 4 năm trở lại đây, Tân Thủy đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng bộ và nhân dân của Tân Thủy không ngừng vươn lên trong việc là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng quê hương đất nước. Các cái chủ trương chính sách thì đảng có những cái chủ trương về để là cấp ủy của các chi bộ là lãnh đạo cái thôn, rồi là nhân dân và các đoàn thể để là tổ chức thực hiện. Sau khi triển khai cái nghị quyết thì có cái công tác kiểm tra đánh giá qua từng là kết quả cái công việc. Nhờ vậy cho nên là cái việc mà lãnh đạo của đảng là thường xuyên được là cấp ủy chính quyền là cụ thể hóa và được kiểm tra để đánh giá từng hạng mục và từng cái nội dung của công việc của ý tháng thì kiểm tra đánh giá lại cái kết quả mình đưa ra cái nghị quyết để thực hiện đạt được bao nhiêu kết quả và có điều chỉnh và chấn chỉnh. Vì vậy cho nên là với ở Tân Thủy thì nhân dân là tin tưởng tuyệt đối vào cái chủ trương của đảng đề ra và là hưởng ứng cả cái phong trào do chính quyền là xây dựng kế hoạch. Gần một thế kỷ đã trôi qua, trên vùng bản sơn địa Mỹ Thổ Trung Lực ngày ấy, một chi bộ đảng chỉ với 3 đảng viên được thành lập đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những hạt giống cách mạng được gieo mầm nảy nở sinh sôi. Những hạt giống đó đã được dòng rào sen tưới tắm, chở che, nuôi dưỡng, bám chắc gốc rễ vào phong trào quần chúng, trưởng thành qua đấu tranh gian khổ, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Truyền thống cách mạng của mảnh đất Mỹ Thổ Trung Lực luôn được gìn giữ và phát huy qua mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nơi đây. Đó cũng là niềm tự hào, là điểm tựa để đảng bộ và nhân dân Tân Thủy đồng lòng, đồng sức, nỗ lực phấn đấu vươn lên với ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi thử thách khó khăn để xây dựng quê hương Tân Thủy nói riêng, Lệ Thủy nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên trong thời kỳ mới.